搞车。搞车啊，路搞。门里半夜晚啊，这。门里多少米银啊？một can 20 lít này là 80 nghìn à? Đây là đặc sản vùng cao Thần Cồn đây các bạn, rượu ngô men lá, một lít là 40 ngàn. Bơ thì có 1000 lít thì có gì? Bơ thì 3 bơ. Bơ thì 3 bơ là. Ờ, 3 bơ là 1 lít. 3 bơ là 1 lít nhưng mà 40 nghìn đấy rồi. 3 bơ là 40 nghìn rồi. Bác cả 5 lít đấy chỉ có mấy lấy 90 nghìn thôi. 3 bơ mới bơ có. Cái này là bán rượu, bán bằng cái ống bơ. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với video mới nhất trên kênh YouTube Cực Bắc TV. Ngày hôm nay thì em sẽ đi chợ phiên và chia sẻ đến mọi người về cái chợ phiên Đồng Văn. Đây là mận đây. Đây là mận, mận Tam Hoa nha các bác nhé. Cái mận này thì là không phải là đặc sản ở Đồng Văn. Ở Đồng Văn thì là đặc sản cái mận thép. Người ta dân tộc gọi là mận thép, cái mận quả nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay thôi. Đấy, có màu xanh ăn rất là giòn. Đây là cái điếu ục. Đấy, điếu ục này là cái điếu đặc trưng của bà con vùng cao. Điếu này được làm bằng cây nứa nguyên đốt đây. Khu vực chợ bò ngày hôm nay thì khá là nhiều bò đẹp. So với lại các phiên chợ trước thì ngày hôm nay là bò to và đẹp hơn. Ông chú này là cái thợ chọn bò này, hôm trước là chọn bò cho em bó diễn viên Hàn Quốc đây. Con bò này hôm nay người ta lấy bao nhiêu chú? Chục bò là lấy bỏ 21. 21 triệu à? Con này đẹp nhỉ? Bò giống. Tuần này có mua à? Dạ. Chó này mua con nào không có à? Tuần này không mua đâu, tuần này cháu đi chơi chợ thôi. Chơi chợ à? Vâng. Tuần trước mua con kia là về chắc là cũng bò giống luôn. Đẹp ấy nhỉ? Điền ăn tốt. Ăn tốt. Cho nó cám cho mình nhanh ấy. Cám cho nó lớn nhanh. Đấy. Nhưng mà cái con tuần trước mua kia khoảng bao giờ đẻ được chú? Thế là sang năm. Sang năm mới đẻ được à? Ừ. À. Vì hôm trước mua là con đấy là được mấy tháng nhỉ? Thế là 1 năm 12 tháng. 12 tháng. Tính là 20 tháng mới đẻ con. 20 tháng mới đẻ. Bà con đi chợ phiên ấy thì dành khá nhiều cái thời gian để ra xem bò nhé mọi người nhé. Đấy. Mặc dù là không mua đâu nhưng mà người ta vẫn ra xem để nắm được và được nhìn những chú bò giống. Đây là lợn cắp nách. Lợn này thì cái thời điểm này thì giá khá là rẻ so với lại cái thời điểm trước đại dịch. Con này bao tiền anh? 1 triệu 2 à? Như cái chú lợn 1 triệu 2 này, cái thời điểm trước đây thì giá nó rơi vào khoảng 1 triệu 6. Trước đây là đắt hơn đúng không? Trước đây là
đây là đã thôi, trước đây bà con này thì 8 triệu. Đấy, triệu 8, 2 triệu chứ. Em thì nói triệu 6 là còn rẻ đấy. À. Khu vực này thì là cái chợ gia súc cũng như là buôn bán trao đổi các loại trâu bò, lợn, gà. Đi lên phía trên này một chút ấy, thì sẽ là cái chợ chó đấy. Ở khu vực này thì mọi người thường thường bán chó hơ mông. Đi lên đây là cái chợ chó đây. Các loại chó như chó mông cộc này, rồi là chó đỏ đây. Đây có hai chú cộc. Hai chú này là múi đỏ.